Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại thì tôi đang ở thành phố Cẩm Phả kiểm tra tiến độ công trình chỗ nhà anh chị Loan. Video trước thì các bạn đã xem được cái phần đơn vị tôi đến để kiểm tra tiến độ về phần cốt thép rồi. Hôm nay thì theo kế hoạch chúng tôi kiểm tra tiếp cái tiến độ công trình. Thì hôm nay công trình đang bước vào cái hạng mục xây tường thôi. Thì các bạn cái công trình này, bản vẽ gia chủ đã để đây các bạn nhìn cong hết rồi. Đây mới sử dụng được chưa hết tầng 1 mà đã cong veo hết này các bạn. Đó, ok. Rồi, các bạn. Sẽ tiếp tục nhá. Thì hôm nay thì đang bước vào phần xây đây. Xây tường. Khoảng tầm 3-4 hôm nữa thì bắt đầu mới xong cái hạng mục xây tường. Xong sẽ phần ghép cốt pha. Các bác thợ đang đẩy nhanh tiến độ để Tết cho anh chị có được cái không gian nhà mới. Đấy, các bạn quan sát. Ở đây nó rất là một cái lợi thế là hai bên là có nhà rồi, cho nên là xây nó chỉ nắng một chút thôi. Nắng một chút vào buổi trưa thôi, buổi sáng với buổi chiều thì thơm và mát các bạn nhé. Máy trộn và vữa thì nhàn, ngày xưa chúng ta phải đảo tay vất vả. Đấy các bạn quan sát để công trình đang bước vào phần xây tường thôi. Xây tường xung quanh với kích thước đất là mặt tiền là 5m, chiều sâu là 20m, đất nhà chị rộng dài 40m. Đây là tôi đứng ở phía cuối nhà này, các bạn nhìn không gian tiến độ đang đẩy rất là nhanh để cập dập để hoàn thiện công trình theo đúng tiến độ là dịp Tết thì sẽ hoàn thiện xong. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì cứ comment ở phía dưới thì đơn vị tôi sẽ trả lời tất cả các bạn về quá trình tư vấn thiết kế những ngôi nhà phố các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.